Bạn có bao giờ cảm thấy hoang mang vì phải xử lý nhiều hồ sơ bệnh án và giấy tờ trong một ngày? Đôi lúc bạn cảm thấy rắc rối trong việc tiếp nhận bệnh nhân giữa các khoa. Vậy bạn có bao giờ nghe về hồ sơ bệnh án điện tử? Hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý, được lập với mục đích theo dõi tình hình bệnh nhân trong mỗi lần khám chữa bệnh. Bệnh án điện tử là hồ sơ bệnh án được lưu trữ online hoặc trên máy tính. Có nhiều công dụng mà bệnh án điện tử mang lại cho cộng đồng như sau. Đối với bệnh nhân, bệnh án điện tử như một cuốn sổ khám bệnh online, lưu trữ tình trạng sức khỏe, các bệnh di truyền, tiền sử dị ứng thuốc. Nhờ có bệnh án điện tử, mọi người khi đi khám bệnh không cần phải mang theo bất cứ giấy tờ nào như kết quả X-quang, kết quả xét nghiệm, toa thuốc. Từ đó, giảm tải được nhiều thủ tục, tiết kiệm thời gian vì không phải chờ đợi. Cuối cùng, nhờ cắt giảm chi phí các phiếu kết quả xét nghiệm mà bệnh nhân có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền khi đi khám bệnh. Với các nhân viên y tế, bệnh án điện tử hỗ trợ tra cứu hồ sơ bệnh án và truyền tải dữ liệu về bệnh nhân giữa các khoa nhanh chóng, chính xác, tránh được các chỉ định cận lâm sàng trùng lặp, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Cuối cùng, bác sĩ có thể dễ dàng hội chẩn và chữa trị cho người bệnh ở bất cứ đâu trên thế giới. Đối với các cơ sở y tế, bệnh án điện tử giúp tiết kiệm các chi phí khi không sử dụng hồ sơ giấy. Bên cạnh đó, việc công khai các khoản thu chi khám chữa bệnh giúp nâng cao uy tín phòng khám. Cuối cùng, quy trình khám chữa bệnh nhờ tiết kiệm được nhiều thời gian chờ đợi sẽ được cải thiện và hiệu quả hơn.